Hello, dạ chào mừng quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Ngất Việt. Thì mấy ngày hôm nay cả nhà, những cái thông tin về thiền am bên bờ vũ trụ mà các cô chú thường nhắn tin cho Ngất Việt á, là hỏi Ngất Việt ơi, con có hay tin á là có một một người người tên là bà Lan á, nói chung là bà Lan Lư Thưa đó, có phải là người nằm vùng để lấy những cái thông tin mật của thiền am rồi tuồn ra bên ngoài để hãm hại thiền am hay không? Thì nói chung là mấy hôm nay thì có rất là nhiều những cái tin nhắn như vậy, nhưng mà con cảm nhận như là có lẽ là những cái cô chú anh chị đó là nhắn cho mình để kiểu như là để đùa thôi. Nhưng mà hôm nay thì có một cái bà cô cũng lớn tuổi rồi đã gọi điện trực tiếp luôn, và dường như cô này cũng đang tin vào những cái thông tin đó, cái thông tin cho rằng là bà Lan Lư Thưa bắt tay với một YouTuber nào đó để lấy những thông tin của thiền am rồi hãm hại thiền am thế này kia. Thì mình thấy khá là bất ngờ những cái thông tin như vậy mà một số cô chú anh chị cũng tin, thì mình cũng bó tay rồi. Bởi vì thật sự bà Lan Lan Lư Thưa đó, nếu mà bà nói bà là nằm vùng hay là tay trong tay ngoài thì thật sự là không có căn cứ nào hết. Chỉ có một căn cứ duy nhất là bà Lan này là thuộc cái dạng u mê sâu thôi, chứ không có cái chuyện mà bà là nằm vùng hay tay trong tay ngoài hết á. Bởi vì cả nhà nghĩ đi, nếu mà đã nói rằng cái bà Lan này phải không liên kết với một YouTuber để lấy thông tin của thiền am á, thì rõ ràng đó là cái thông tin mật của hai người, mà tại sao lại 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 tuồn ra bên ngoài cho người ta biết làm chi? Còn nếu như có ai đó mà nói hack được cái thông tin đó thì cái anh này chết lớn nè, đúng không? Anh dám hack thông tin của người ta mà anh còn dám công khai lên mạng xã hội nữa là chết chắc rồi, đúng không? Bây giờ nếu như bà cho dù ơi mà nói cái thông tin đó là thật đi, thì bà Lan bả làm đơn bả thương cái anh này lụm lụm quèo liền, đúng không? Anh dám công báo bố cái bí mật đời tư của người ta ra. Còn nếu mà thật sự là đó là cái sự thật đi, mà anh này hack được á, mà có những cái thông tin gì có lợi á, có lợi cho cơ quan điều tra, cho cái việc người ta đang điều tra đó, thì cứ nộp lên cơ quan chức năng, đúng không? Nộp lên chứ chứ ở tại sao mà lại đưa lên lên trên mạng rồi bàn tính xôn xao vậy? Do đó là cái thông tin đó nó hoàn toàn không có căn cứ đâu cả nhà. Nhưng mà cái việc mà tung lên mạng xã hội vậy đó là coi chừng có nguy hiểm, bởi vì rõ ràng cái người mà tung cái tin đó lên, cho dù là thật hay giả mình không biết nha, thật giả gì không biết, thì sẽ có hai cái trường hợp là anh này sẽ đối mặt. Thứ nhất là sẽ bị rắc rối về pháp lý nếu như bà Lan và cái anh chàng YouTuber mà nói rằng hai người liên kết với nhau đó, thưa một cái là cái anh YouTuber mà công công bố thông tin đó lên là mệt, đúng không? Mệt luôn á. Cái thứ hai nữa là cơ quan chức năng, rắc rối với cơ quan chức năng, bởi vì rõ ràng cái bà Lan Lư Thưa này thì chắc chắn là một người u mê sâu rồi, và cơ quan chức năng cũng đang để mắt tới cái cô này, đang để mắt tới cái bà này để xem cái động thái của bà như thế nào. Tự nhiên cái anh đùng đưa thông tin lên nói bà này là nằm vùng, bà này là tay trong tay ngoài thì sao, đúng không? Ảnh hưởng đến quá trình điều tra của cơ quan chức năng chưa? Ảnh hưởng rất là lớn luôn đó. Thí dụ mà thật sự là vậy thì sao, người ta phải xem xét lại cái nội dung. Do đó hai cái khả năng này là điều bất lợi cho cái ai cho người nào mà đưa cái thông tin là nói rằng đoạn ghi âm này là có thật, rồi khẳng định rằng bà Lan là người nằm vùng, là người bị mua chuộc hay là tay trong tay ngoài để tìm cách hãm hại thiền am gì đó, là coi chừng đó. Khẳng định lại một lần như vậy. Nhưng mà cái quan trọng á, thì bà cô hồi sáng gọi cho mình á thì rất là thân thiết rồi cũng rất là uy tín, cho nên mình sẵn đó mình cũng nghe sơ ngang cái đoạn ghi âm đó, tại vì cô có gửi cái link qua đó thì mình có xem có nghe lại. Thì thật sự là cái đoạn cắt ghép rất là rõ ràng, rất là thô thiển, mình nghe là biết liền, tại vì cả nhà nghĩ đơn giản thôi. Bây giờ có hai cái trường hợp ở trong cái đoạn ghi âm đó mà chúng ta nghe sơ nghe là chúng ta hiểu rồi. Cái thứ nhất á là cái âm thanh môi trường á, âm thanh môi trường của hai người khác nhau. Thí dụ một cái người nam nói là cái tiếng xè xè xè, cái âm thanh môi trường mà, thí dụ như cho dù cái chỗ đó là nó im lặng, thật là sự là im lặng đi, nhưng mà cái thiết bị ghi âm của mình á, như máy quay rồi camera điện thoại rồi đó, thì nó sẽ nghe cái âm thanh môi trường nó xè 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 nhỏ, đúng không? Rồi cái chuyển qua cái đoạn ghi âm của cái người nữ á, thì lại âm thanh khác, nó khè lên lớn lên. Vậy rõ ràng thì hai cái trường hợp mà đã nói đoạn ghi âm thì đặt máy ở một chỗ thôi, đúng không? Mà hai cái âm thanh môi trường khác nhau là nó trớt rồi. Cái quan trọng nữa đó là thông thường hai cái vụ mà ghi âm đó cả nhà, ghi âm cuộc gọi đó thì sẽ có một đầu dây nói chuyện lớn, đúng không? Cái tiếng của cái người nói đó, một đầu dây nói chuyện lớn, một đầu dây sẽ nói chuyện nhỏ, bởi vì nó ở bên kia nó vọng qua thì cái tiếng chép không à, chúng ta nó nghe nhỏ hơn. Và nhưng mà đối chiếu lại với cái đoạn ghi âm mà đang lan truyền trên mạng xã hội đó,
thì hai cái âm thanh đó nó ngang nhau. Đây rõ ràng là cắt tiếng của những người này ở trong các cái buổi live stream của họ nè, hoặc trong các video của họ đó, rồi ghép lại để cho thành một cái đoạn ghi âm, rồi định hướng dư luận. Đây rõ ràng là một cái chiêu trò của một số anh em nào đó để muốn lôi kéo khán giả thôi. Nhưng mà nó rất nguy hiểm, bởi vì nó đã định hướng sai, đưa những thông tin sai đó, rồi nhiều người ta sẽ vào đó xem, đúng không? Thì người ta cứ nghĩ vậy đó, nghĩ là cái cô Lan này là người là tay trong tay ngoài, là đi hãm hại Thiền Am, hoặc là đi thu thập tin tức của Thiền Am, cho nên người ta sẽ vào cái kênh của cô Lan đó nghe, để nghe và bắt đầu cỏ. Thì nào giờ đâu có bao giờ mà nói chung là nói đúng đâu, cỏ toàn là bảo vệ bên vực Thiền Am bất chấp mà. Thì những cái người vào nghe đó, nghe dần dần thì sẽ nghe theo cổ, và cổ đưa ra những thông tin sai lệch thì sẽ dẫn thêm được một số người u mê theo. Cả nhà thấy nguy hiểm không? Bởi vậy không biết cái anh nào là tác giả của cái đoạn ghi âm đó, nhưng mà xem ra đó là cái hại nó nhiều hơn là cái lợi. Mình thấy không thấy được gì hết trơn, chẳng qua là một số cô chú anh chị nghe thì hơi vui tai tí xíu thôi, nhưng mà thật sự á thì cái hại rất là nhiều, hại nhiều hơn, hại cả đụng chạm tới cả cơ quan chức năng nữa, ảnh hưởng đến quá trình điều tra của người ta nữa, mà hơn hết á là lạng quạng anh đưa thông tin đó lên là anh bị dính phải rắc rối cái pháp lý đó. Bởi vì thật sự bây giờ nó cái người trong cuộc người ta sẽ nói một câu cái đó tôi có thiệt á, nhưng mà anh đưa cái thông tin cá nhân của tôi lên nè, bí mật đời tư của tôi lên nè, tôi thưa anh đó, không phải chơi đâu, đúng không cả nhà? Nhưng mà thật sự nói gì nói chứ cái đoạn ghi âm mà cắt ghép từ hồi 3 năm nay, cả nhà thấy trời ơi, nó lan truyền hàng mấy chục cái clip như vậy rồi. Từ cái vụ của nói ông Thắng mua chuộc ai đó, mua chuộc để hãm hại Thiền Am 100 triệu nè, đúng không? Rồi tới cái clip Diễm My nè, nói chung là tùm lum clip hết trơn. Clip Diễm My mà nói là chửi Thiền Am đó cả nhà, cũng toàn là cắt ghép không. Thật sự thì cái tiến bộ khoa học kỹ thuật bây giờ á, thì để mà tạo ra một cái đoạn ghi âm nó rất là đơn giản. Một đứa bé 9-10 tuổi thôi, nó chơi TikTok nó còn viết ghép video nữa, chứ đừng nói tới mấy đoạn ghi âm này quá đơn giản, đúng không nha? Bởi vậy thực sự là cả nhà mình khi mà nghe thông tin đó thì cũng nên test lại, nên kiểm chứng lại. Ví dụ như kiểm chứng về cá nhân của cái cá nhân của cô Lan Lưu Thưa đó, làm sao có cái chuyện mà tay trong tay ngoài, đã kêu bằng là chỉ có u mê sâu thôi, u mê bền vững thôi, chứ còn cái chuyện mà tay trong tay ngoài là không bao giờ có, đúng không? Lên chửi bất chấp ai mà đụng chạm tới thầy ông đối nội của cô Lan đó, là cô chửi tắt bếp luôn ở đó, mà làm gì có chuyện mà bị mua chuộc 1.000 đô 2.000 đô rồi quay đầu quay đít, không bao giờ có. Thì mình khẳng định luôn, bây giờ cơ quan chức năng người ta cũng đang theo dõi cái cô, đang tìm hiểu thông tin thêm về cái cô này nữa, để cho cá mà kêu bằng cá câu cho nó sâu vô ha, phải thả dây dài đó, rồi bắt được con cá lớn, chứ không phải đơn giản đâu. Ở đó mà thực sự là bây giờ thông tin nó dễ làm quá cả nhà, ta dễ tạo ra những cái thông tin giật gân để cho mọi người cứ hiểu sai về vấn đề, mình thấy cũng khá là buồn. Không biết là phải mấy anh YouTuber cứ đăng thông tin đó lên để lôi kéo khán giả hay không thì mình không biết, nhưng mà thấy như vậy, thấy chia sẻ vậy cũng rất là buồn, bởi vì cả nhà mình sẽ bị mất dần cái cơ hội tiếp cận với những cái thông tin đúng, bởi vì cứ đưa lên YouTuber là những thông tin sai không à, riết rồi cái người ta cứ thấy YouTuber là ngán ngẩm, tại sao mình không đưa thông tin đúng, mà đưa thông tin đúng thì thường lại ít người nghe, ít người xem hay sao á. Bởi vậy họ phải tìm một cái gì đó giật gân lên, hoặc là đưa những thông tin về sốc lạ lạ lên, đúng không? Lạ như là Lan Lưu Thưa mà lại là nằm dùng, đúng không? Lan Lưu Thưa là chỉ có u mê sâu thôi, đúng không? Đó, rồi thôi thì xin trả lời một số cô chú anh chị mà nhắn tin cho Rất Việt mấy hôm nay, rồi con cũng không quan tâm tới cái chuyện này nữa. Nhưng mà hôm nay thì có bà cô lớn tuổi điện thoại thì thôi sẵn đây con làm một clip để trả lời cả nhà luôn. Đó là những cái thông tin về Lan Lưu Thưa là không có cái chuyện mà cổ là nằm vùng tay trong tay ngoài gì hết, bởi vì cái clip đó là cắt ghép, là giả tạo ha. Rồi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại ạ.